Xin chào quý vị anh chị của chú quay trở lại kênh Quyết Phú. Hôm nay em sẽ em đi đến quán đồ cũ. Ở đây thì em sang khu vực đài radio. Nhiều bác hỏi về đồ này, em tiện em qua đây em sẽ quay luôn. Ở đây thì cái quán này nó to, nhiều rất nhiều đồ quý vị có thể thấy. Dàn này. Đấy, rồi đồ các thứ rất nhiều, nhiều luôn. Đoàn mini các thứ. Nhiều lắm, 500 yên. Cái bộ này 500 yên quý vị. Yên gần hơn 100.000, 120. Thì đây, máy kết radio. Em sẽ quay máy radio cho quý vị anh chị của chú cùng xem, cùng tham khảo. Ví dụ con này. Ô, con này đắt. Đây là một hàng Sony FM-AM. Hàng này thì em mua hàng mới, nó cũng giá tương đương như vậy rồi. Nó đắt hơn này một chút, nhưng mà hàng mới. Quý vị mua hàng mới vẫn hơn. 300.000 thì chưa thuế, rồi tầm 700.000 bên này. Mua hàng mới thì tầm 1 triệu ngon hơn. Này thì Toshiba quý vị, Toshiba CD radio anh vị. Con này thì cái CD nó không đọc được. Đấy. Thì nhưng mà cái radio vẫn đọc bình thường. Con này tầm 120.000, 120-130.000, chưa kể cước còn chuyện, cước vào đã mất cầm cân, nói chung về tầm 400.000 đấy. 400.000 thì mua mới cũng có giá trị hơn. Nhưng mà em vẫn quay để cho giới thiệu cho quý vị anh chị của chú cũng tham khảo thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Mua hay không thì không chưa thành vấn đề lắm. Chắc mà giới thiệu cho quý vị anh chị của chú cùng xem. Đừng có mở loại gì đây nữa. Yamazaki. Chả hiểu cái này gì. Cái loa. Đàn ten luôn. Hay cái nhỉ. 200.000, 250. Đây nữa. Đây cũng là một cái đài AM FM khá là thú vị. Giá 150.000 quý vị. Hàng này thì made in China thôi. Anabat quý vị. Không có FM 108 nên là Việt Nam mình không nghe được. Cho nó nhanh. Bye bye nhanh nhanh. Đây, sang đây. Sanyo. Nhật trọng là Sanyo. Sanyo Việt Nam là 2C là mà chưa thuế, thế và thế nó rơi tầm thuế biệt này. Cái này rồi tầm 500.000. Quay cho quý vị coi nhé. 500.000 con Sanyo này quý vị. Đây thì cái CD đọc được này, băng đọc được này, radio đọc được này, cái băng này nó có tải sinh, nhưng mà nó đọc thì nó chiều quay đi thì ok, nhưng mà chiều quay lại thì nó quay rất là nhanh. Người ta có ghi là Makimotoshiga Dekimasen, quay lại là không quay được, quay đi thì không quay được đấy. Nên là chỉ quay một chiều băng đi thôi. Giá nó hai là 500.000, rất là đẹp. Tiếp theo là một sản phẩm khác, CD Audiocom, có giá khoảng tầm 120.000, thuế vào 150.000, khá đẹp, nặng tầm 1,5 cân, 2 cân vào hộp, hơn 2 cân, thì mất tầm 600.000 cả cước bên này cả cước về Việt Nam, và cái tiền của nó thì có 1,5 cân thôi. Đấy, đây là 1 đồng gà 3 đồng thóc. Đây là một em răng cư của hãng Victor MD120. Là cái con hàng vừa đây thì nó không bị lỗi gì cả nhé. À, CD NG quý vị ạ, CD không đọc được, nó bị NG thôi, chứ không bị NG cái gì. Không biết là không đọc được hay là gì thì không rõ lắm. Đây, cái thằng Victor này. Con này thì điện vào này. À, MD era, MD là cái MD là gì ạ? À, đây. Thì nó lỗi, hiển thị nó bị lỗi. Đấy. Cái chỗ khu vực hiển thị nó bị lỗi. Còn lại thì chắc là vẫn quay được, vẫn được. Chứ còn âm thanh chắc không vấn đề gì. Tại nói chung ở đây rất là nhiều. Đấy, có thằng Yamazan đẹp. Con này thì cũng nhẹ ra bằng nhựa. Tết bự 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 đồ á. Đây bự đồ ra dự. Đấy CD và CD thì tải sinh được. Tết bự. Cái băng ấy, nó bị lỗi vào cái băng.
giá 20. Victor RD T1 MD 250 luôn. CD và băng thì đọc ok. Cái cửa này vô tàn thì cái nút này thì nó nút mở 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 cái cửa băng nó bị như kiểu bị đơ ấy. không hoạt động trơn tru. Nói chung mở đây rất là nhiều quý vị. Có cái nào nhìn nó thú vị em sẽ giới thiệu quý vị chứ nhiều quá, nhiều loạt, nhiều thật, đây quá nhiều luôn. Đây Iowa này, Iowa này chắc cũng made in China thôi quý vị. Nói chung mấy cái này made in China gần hết, chữ in Japan thì hầu như là không có. Panasonic đây, con này sẽ dẫn đầu. Panasonic con này CD ốc đọc ok này, cái băng này NG này, tiếng Việt NG cái gì này, radio ok này, giá 250 này, còn nặng con này nhá, hơn 2 cân. Nói chung cước vận chuyển nó không rồi, nói chung mấy cái đài này ấy, thì cước mấy nó rẻ, nhưng cước vận chuyển nó gấp 3 lần tiền hàng. Ông già ông bà xem thì em sẽ sang bên này quay tiếp quý vị. Đấy, còn ở tầng trên nhé. Đây, Toshiba 200.000, 250. Đấy, CD đọc không được. Băng thì ok, radio ok, 250. Tiếp theo, Victor này thì băng ok, CD ok. La thì bên trái, ở bên phải ok, nhưng mà bên trái thì em là không ok. AM, FM, đây chữ gì đây không đọc được luôn, không biết này không đọc được. Đây là một con la sáp giá 4.350. Đấy. Và băng và đi ok, sao sau vẫn bị hàng hỏng, chả biết nữa. Sanjo, giá 250 này. Băng đọc ok này, radio ok này, băng ok, đĩa ok, sao là đĩa hàng hỏng. Anh lấy con hàng là ok, chắc là hàng cũ này, giá rẻ người ta bán hàng hỏng rồi. Theo Panasonic, CD thì âm nó không tốt này, radio ok, băng ok này, đấy. Giá 250. Chung đồ nó nhiều lắm quý vị. Phía dưới này thì có mấy cái loa kiểu JVC. Con này iPod audio in không có Bluetooth, cả hơn triệu. Hiện nay cũng có nhiều lắm, vẫn còn. Đây có Victor, Victor QVK 300, giá 500 yên cộng thuế và 550 yên, tầm 3.4. Cái ăn CD thì mở ra ok, cassette mở ra ok, AM ok, FM không tốt, AM thì được nhưng FM không được. Mặt chữ này có rất là nhiều. Còn bên này thì một em Victor RX RC 770 rất là to, khủng. Này có đặt đâu kia? Giá nó khoảng tầm 1 triệu đồng. Cassette thì hoạt động không tốt, bất điều. Đấy, CD thì ok, cassette thì không ok. Cả hai cửa luôn. Thế mới ác ồn chứ. Đấy, nãy giờ có mấy người mua hàng vây vây xung quanh nên là không nói nhiều được cho quý vị chị của chú cùng xem. Giờ thì vãn rồi, em sẽ tiếp tục. Cho quý vị anh chị của chủ tham khảo mấy con nữa. À, phía này xem có cái gì không. Đây thì có mấy dàn vi tính các thứ này. Cũng là hỏng nhiều. Đây là một số hàng băng cối. Giới thiệu quý vị anh chị của chú cùng xem. Đây là một sản phẩm Akai 6GX625. Không có phụ kiện đi kèm. Giá của nó là 50.000 yên chưa thuế, thế và 55.000 yên là tầm tương đương 13 triệu đồng. Và cái cước vận chuyển con này tầm hơn 20 cân, mỗi cân 200.000 nữa.
Tiếp theo là một sản phẩm Fossex A8. Con này thì tôi đều tầm 89 cân. Giá của nó là 158 chưa thuế, thuế vào là 20.000 yên. 20.000 yên khoảng tầm 4.5 triệu. Và tầm 10 cân 2 triệu tiền cước. Dưới đây là một sản phẩm Sony TC636OA. Giá là khoảng tầm 8 cm chưa thuế, thuế vào 9 cm. Khoảng 10 cân vận chuyển. 9 cm tương đương khoảng tầm hơn 2 triệu Việt Nam đồng. Này thì cái này vẫn quay bình thường. Đấy. Nhưng các mà tuy nhiên các cái vấn đề khác thì mà chưa xác nhận. Bên trong là một sản phẩm khác của Sony TC355. Giá 5 cm chưa thuế và 5 cm 5, tầm 1,2 triệu, tức là chuyện tầm 10 cân. 200.000 một cân nha quý vị nhá.